Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm và bạn Song Hỷ Vlog đã có mặt tại cửa hàng hải sản Phan Diễm tại Sài Gòn này nha các bạn. Hôm nay thì sau khi kết thúc phiên live, anh em mình đã đáp chuyến bay từ Hà Nội về với Sài Gòn để bạn Diễm chuẩn bị những đơn hàng ngày hôm qua live ở trên kênh TikTok của anh Hải. Và đặc biệt nữa là mình chuẩn bị những công đoạn đầu tiên để khởi công xây nhà tặng mẹ các bạn ạ. Thì không biết là có mặt ở Sài Gòn vào cái giờ phút này thì cái cảm xúc của bạn Diễm là như nào bạn Diễm? Xin chào cả nhà nha. Về tới đây thực sự là cái cảm giác rất là thoải mái luôn các bạn ơi. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết nữa là một cái tinh thần rất là vui khi mà bánh phồng tôm Ánh Cua á, là đã gửi sang cho Diễm này. Rồi kẹo dừa Diễm cũng chuẩn bị rồi, dừa cũng là ra những cái mẻ mới để chuẩn bị đóng hàng gửi tới tất cả khán giả của kênh Phạm Dũng. Thì mình cũng cảm ơn, lời nói đầu tiên thì phải nói là cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Diễm biết là có rất nhiều cô chú anh chị là khán giả của kênh Phạm Dũng đã gọi là mất thời gian, dành thời gian để mà săn ở trên những phiên live đó để mua ủng hộ Phan Diễm. Bán trên phiên live thì mình vẫn nhắc lại là mình chỉ tham gia để quảng bá cái hình ảnh của đặc sản miền Tây thôi. Chứ còn nếu mà để bán chính thì mình bán qua số hotline của bạn Diễm là điều đầu tiên. Đó là số 0981 128 578. Và thứ hai nữa là mình bán ngay tại cửa hàng hải sản Phan Diễm nha các bạn. Thì hôm nay đây là những cái đơn hàng mà từ trưa đến giờ các anh nhân viên của cửa hàng Phan Diễm là phải đóng. Và phải nói là vô cùng phức tạp luôn. Tại vì nó liên quan tới cái mã vận đơn. Rồi rất nhiều quà tặng ở bên trong nữa. Đúng rồi. Các bạn biết là trong này thì nào là dừa nha, rồi kẹo, rồi bánh phồng tôm ở trong này nữa. Và hiện tại là đóng chưa có xong, cho nên là chỉ đóng được có khoảng là 2/3 thôi. Còn lại thì buổi sáng mai thì mới tiếp tục được. Tại bây giờ khá là trễ thì bên đơn vị vận chuyển họ sẽ không có lấy nữa. Nên là mình cứ giải quyết từ từ các bạn ơi. Nhưng mà đúng như anh Dũng nói là cái này là với mong muốn là quảng bá hình ảnh của Củ Hủ Dừa sấy khô Phan Diễm thôi. Chứ mà khi mà các bạn gọi trực tiếp cho Diễm ấy thì Diễm sẽ có phần quà cho các bạn. Đó là hũ chẩm chéo này, hoặc là bánh phồng tôm, hoặc là một hũ đường thốt nốt của Song Hỷ. Đó, khi mà các bạn mua 1 kg. Và ngoài ra là còn tặng 10 đôi đũa dừa Bến Tre. Nhưng mà sắp tới đây thì chắc là Diễm sẽ xem là mọi người có thích ăn kẹo dừa không. Mọi người thích đũa hay kẹo dừa thì mọi người comment nha. Nếu mọi người thích kẹo dừa, mọi người thích kẹo dừa thì Diễm sẽ là thay cái đũa bằng kẹo dừa nha. Chính xác. Và ngày hôm nay là còn một tin vui mình muốn chia sẻ tới tất cả các bạn nữa là trong cái bữa ăn lần trước khi mình ra Hà Nội thì mình có nói là bạn Diễm đặt một cái tủ đông rất là đẹp, khoảng gần 80 triệu các bạn. Đúng để rồi. Về đặt hàng vào trong đó và mọi người tới xem nó cũng dễ hơn. Đó là cái tủ phía bên này này. Đây. Hôm nay là rửa tủ nha. Song Hỷ qua bên này xem thử xem là với Song Hỷ thì Song Hỷ thấy là cái tủ này em đặt có đẹp không? Quá sang luôn. Nói chung là lúc đầu á em thấy cái tủ kia á, thì nó sẽ không có trang trí bắt mắt như thế này. Em vô khi mà mới bước vô là em đã bỡ ngỡ là trời ơi sao mà nhìn nó hấp dẫn, mà đồ ăn đồ trên này mình nhìn cũng được, mình lựa chọn nó dễ hơn. Chứ mà khi mà để vô cái kia thì những cái sản phẩm mà ngon á nó chồng như vậy mình khó mà lựa chọn. Em tủ này thì có dung tích là 1.100 lít nha các bạn. Nhưng mà mình cũng phải nói rất là may mắn, sau những năm Diễm bán hải sản thì từ thời điểm đầu là cái tủ nó vừa phải thôi. Thì tới thời điểm bây giờ tủ này là tủ thứ tư và cũng là tủ to nhất. Tại vì ngày càng nhiều những mặt hàng mà đôi khi để trong cái tủ khi nó nhỏ quá thì các bạn sẽ không xem được. Đúng rồi. Thì đây đầu tư là chưa biết như thế nào nhưng mà đầu tư là 80 triệu. Đó. Gần 80 triệu cả vận chuyển này kia luôn là gần 80. Đó. Bên trong là có rất là nhiều mực nè, bào ngư nè, bạch tuộc nè, trâu gác bếp này, chả cá Lý Sơn. Đó. Rồi trứng cá hồi. Đấy, chả cá rồi bào ngư, rất là nhiều thứ ở trong này. Đây quá, đặc biệt nha. Rồi con gì to vậy mực hả? Có những cái con mực nó to thế này này mà nếu mà trong tủ nó bị lắp ấy, thì rất là lãng phí. Mọi người sẽ không thấy được. Cho nên là mình nhiều khi khách tới đây hỏi là em bán cái gì sao quay clip thấy nhiều lắm mà tới cái tủ không biết cái gì hết. Thì đó là những cái góp ý đó thì đã khiến cho Diễm có động lực để mua cái tủ này các bạn ạ. Mà các bạn thấy là cái tủ anh Dũng có thấy nó hơi trống không? Là mình còn để thêm đồ nữa đúng không Diễm? Không, mấy ngày hôm nay là mọi người tới ủng hộ rất là nhiều hải sản của Phan Diễm luôn. Cho nên là đợt hàng là vừa trống. Và đây bữa Diễm có nói đó là khi mà mua cái tủ này á thì cái mặt hàng đầu tiên mà Diễm để là cái bạch tuộc Nhật này. Diễm rất là dù bây giờ bán ít bán nhiều về mặt hàng này nha thì nó tùy thời điểm, nhưng mà mình vẫn rất là trân trọng tại vì đây là mặt hàng đầu tiên mà Diễm bắt đầu tập tành để bán hải sản các bạn ạ. Bạch tuộc Nhật này thì size nó sẽ từ khoảng 1,8 kg tới 2,5 kg một con nha các bạn. Tất cả những mặt hàng mà bạn Diễm bán ở đây thì gần như là 100% đều là những cái hàng mà loại 1, chất lượng tốt nhất các bạn. Wow. Bên này là có chả cá Lý Sơn này, rồi trứng cá hồi bào ngư Úc, thịt trâu gác bếp này. Ví dụ như chả cá Lý Sơn thì sẽ có hai loại, một loại tươi, một loại chiên. Đó, như cái loại này là đã chiên qua rồi nè. Chiên qua vẫn chuyển sai là cũng được. Đúng rồi. Nhưng mà thông báo với các bạn nha, đợt này là Diễm có cái mực này rất là ngon luôn. Wow, mực này là ăn ghiền nè, Cái mực này thì size nó từ 4 đến 8 con 1 kg nhưng mà phải nói là nó cực kỳ mềm và ngọt thịt luôn các bạn. Đúng cái này size rất là vừa vặn, dễ ăn nữa. Mà giá cũng hợp lý nữa. Ừ. Đây các bạn thấy là bên mình hàng á thì vừa lúc mà đóng nha, là nó còn miner nháy nháy luôn, là mắt trong veo luôn nha. Đây này. Đây. Đó, gói này là nửa ký. Còn bên này là bào ngư Hàn Quốc. Bữa nay khách tới đây là chỉ cần chỉ thôi là mở cửa ra là coi được các bạn. Đó. Chúc bạn Diễm là với em tủ mới xinh xinh, bây giờ không phải là bé bé nữa mà rất là to này á, thì sẽ có nhiều mặt hàng chất lượng để phục vụ cái sự yêu quý của khán giả kênh Phạm Dũng. Đó. Đây, còn bên này thì trên này là có cái mặt hàng đường thốt nốt của Song Hỷ. Ngày hôm qua là cũng rất là thành công khi mà trên phiên live là cũng có nhiều người mua được đũa thốt nốt này, rồi được tặng kèm đường thốt nốt. Dạ. Nhưng mà khi mà tham gia phiên live hôm qua ngày 6 tháng 6 thì mới áp dụng cái chương trình đó, nhưng mà hôm nay thì nó đã quay lại trở lại bình thường rồi. Vẫn 60.000 hũ. 60.000 hũ cả nhà. Nhưng mà phải nói là hôm nay các bạn là Diễm cũng xem comment ấy, thì Diễm cũng cảm ơn các bạn góp ý. Tại vì mình đó là không có kinh nghiệm nên là nhiều khi là mọi người nói là vài bữa là lên live là nó ngắn gọn thôi, nhưng mà giống như Diễm thấy là đó là một cái sân chơi mới ấy. Mình rất là tâm huyết với sản phẩm cho nên là dành quá nhiều thời gian để giới thiệu để mọi người, những ai mà chưa biết về cái củ hủ dừa thì người ta sẽ nắm được, người ta sẽ biết được cái đó là cái gì trước khi người ta mua. Đúng rồi, mà phải nhờ chị Diễm nên là em cũng cái không gian mà em ít nói nè, với lại mình cũng mới vừa gia nhập với cái mình ít nói, nếu mà mình không nói nhiều á thì nó sẽ bị trầm xuống. Đúng rồi, ông bà cô chú là sẽ coi sẽ chán, rất là chán luôn. Còn bên này thì hàng khô thì Diễm còn cái yến này, yến thì có yến sạch tinh chế, đây là hộp yến sạch tinh chế nha các bạn. Đó, còn cái này là yến rút lông, mà đợt này á có đợt yến thô rất là sạch này các bạn này. Đó, anh Dũng thấy không? Cái này nếu mà có thời gian thực sự nhặt rất là nhanh luôn. Rất là sạch ở đây, tức là nó còn rất là ít cái lông ở trên cái tổ yến. Mình về mình ngâm nước là mình nhặt rất là nhanh. Đó là bên với yến khô mà dùng cái từ rất là sạch có nghĩa là nó không phân rêu bên trong bụng nha các bạn. Đúng rồi. Và nó thật sự luôn là dòng yến này là nếu các bạn không có nhu cầu dùng yến thì thôi. Còn nếu mà các bạn có nhu cầu dùng yến thật sự là các bạn hãy thử một lần trải nghiệm yến của Phan Diễm xem là chất lượng thế nào nha. Ở bên này là mình còn bánh phồng tôm, bánh phồng cua, kháo vải lèng, tỏi Lý Sơn, rồi miến, nấm hương của bếp trên bản. Rất là nhiều các mặt hàng nữa. Thì phải nói là ngày càng cái cửa hàng nó đầy đủ và nó gọn gàng hơn trước bạn Diễm. Mà ngày hôm nay cũng là một cái niềm vui cũng như là một cái bước tiến nho nhỏ của cửa hàng Phan Diễm các bạn. Nói chung lúc nào cũng là tâm tư về cửa hàng các bạn. Diễm là đi đâu hay làm gì đó Diễm luôn chăm chút cho cái sản phẩm, cho cái cửa hàng của mình. Ví dụ như là cái gói khấu vài lèn đặc biệt này thì bữa giờ là rất là nhiều người mua cái gói đặc biệt này. Tại vì sao? Tại vì là Diễm đã xin được một cái deal, đó là mua một gói đặc biệt là tặng 2 chai rượu kèm theo như thế này. Trước đây là chỉ tặng 1 chai thôi nha các bạn. Nhưng mà chương 2 chai luôn hả? Chương trình này chỉ áp dụng khi mua hàng của Phan Diễm thôi. Ôi, vậy là phải chốt đơn liền nha. Đó. Còn ở bên này là kẹo với lại bánh phồng tôm. Cái này là kẹo là hôm qua chị đặng tặng đúng không? Đúng rồi. Ánh Cua ấy nhờ Song Hỷ là cầm giùm em một bó đũa nha. Ok. Để hoàn thành cái những đơn hàng ngày hôm nay thì hải sản Phan Diễm cũng chân thành cảm ơn cửa hàng đặc sản thiên nhiên Cà Mau của Ánh Cua. Vì Ánh Cua đã tài trợ tặng mỗi một đơn hàng 500g của hủ dừa thì đã tặng một hộp bánh phồng tôm đặc biệt 770% tôm. Trong phiên live ngày hôm qua ngày 6 tháng 6. Còn cái kẹo này này, hồi nãy Diễm có nói với các bạn á, là mình đang cân nhắc là bây giờ hiện tại nha, ngoài 3 phần quà của mấy anh em như là Song Hỷ, Ánh Cua, Anh Hải thì mình tặng thêm 10 đôi đũa dừa cao cấp Bến Tre thế này. Nếu mà các bạn cảm thấy là các bạn thích cái kẹo dừa hơn thì sau cái đợt này Diễm sẽ thay 10 đôi đũa này bằng một gói kẹo 400g thế này. Các bạn xem các bạn thích thế nào thì các bạn comment bên dưới để Diễm tham khảo, Diễm cân nhắc nha. Hàng thì lúc nào cũng đầy đủ, các bạn cứ gọi vào số hotline thì bên Diễm sẽ tư vấn. Còn thực sự đến thời điểm bây giờ nha là đói bụng rã rời luôn. Anh em mình bay từ Hà Nội về đây là đã là 2 giờ mấy 3 giờ rồi, và sau đó là lao vào đóng đơn rồi sắp xếp hàng hóa rồi chuẩn bị cái bữa ăn cho tối nay nữa. Thì hôm nay là mình gọi là ăn liên hoan mini ở cửa hàng hải sản Phan Diễm thì có quá nhiều đại tiệc rồi, và ngày hôm nay thì mình muốn làm sao đó mà nó đơn giản nhưng mà vẫn có những cái món ăn chất lượng gửi tới tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay là mình có cái món lẩu mắm. Đây, hôm nay là hai chị em phải ăn hết nồi lẩu mắm này để chúc mừng cái phiên live thành công, cũng như là cảm ơn sự yêu quý của khán giả đã xem ủng hộ này rồi mua hàng ủng hộ. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là bạn Diễm vẫn không quên nấu một cái nồi củ hủ dừa để mời Song Hỷ. Thật sự luôn là cái nồi này nấu cực kỳ nhanh và đơn giản nhưng mà cũng cực kỳ ngon với Diễm thôi nha. Còn tại vì kiểu thèm món gì mà có nước nước ấy. Nhưng mà em thấy là cái này là tẩm bổ mạnh lắm. Đây, trong này nha là Diễm đã hầm cái sườn non ấy. Đây là canh củ hủ dừa với sườn non. Đúng nhưng rồi. Mà được bổ sung thêm chả cá Lý Sơn nữa. Đây, đây đầu tiên là lấy sườn cho các bạn xem này, sườn non nha. Nấu với lại củ hủ dừa, rồi nấm hương, cà rốt. Và đặc biệt là mình cho thay cho cái mọc ấy thì mình sẽ dùng cái chả cá này. Chén này là múc, mời anh Dũng trước nha. Cúp một chén canh cho nó khỏe người. Đi mấy tay thì chưa tới giờ. Cũng hơi mệt Song Hỷ á. Với lại hôm nay thời tiết nó hơi xấu anh, nó đi cứ đi bay ra những cái đám mây nó cứ kì bay nhiều hả? Nó giống như là ổ gà. Đây, mời Dũng nha. Cảm ơn bạn Diễm nha. Song Hỷ thử miếng bún nha. Canh củ dừa này thì phải nói là vô cùng trong lành và tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Với lại em gặp chị Diễm là hầu như là có những cái món mới từ củ hủ dừa quá trời luôn rồi. Nhưng mà bữa nay là chị nấu với nấm này là nấm hương đúng không? Đúng rồi, nấm hương của bé bếp trên bảng của Bơ với Ái Mí đấy. Trời ơi, tỉa những cái bông hoa cà rốt đó kìa. Lẽ ra là anh em mình ở lại Hà Nội rồi lên Tây Bắc đi cùng với Cẩm Tiên luôn. Nhưng mà như mình có chia sẻ là anh em mình bất ngờ nhận được giấy phép xây dựng nhà, nên là anh em mình phải quay về Sài Gòn gấp để bắt đầu cái công việc khởi công. Cách đây khoảng nửa tháng thì bạn Diễm đã cúng động thổ rồi, cúng lấy ngày các bạn, chứ chưa thực sự là xây nữa. Mà cũng may mắn là vừa khi mà vừa kết thúc cái phiên live xong là anh chị báo một tin vui là chuẩn bị là giấy tờ đã xong rồi, hợp lắm ấy. Đó, may mắn lắm luôn á. Ngôi nhà bé thôi nhưng mà rất là quan trọng với gia đình Phạm Dũng, nên là bữa giờ là mình cũng mất ăn mất ngủ rất là nhiều khi mà chờ giấy phép, hồi hộp chờ các bạn. Cái món canh này thì các bạn cứ cho em thêm một miếng nước mắm mà có ớt này nè, rất là ngon. Đây, vô. Chúc mừng đã về thành phố Hồ Chí Minh với thành quả tốt. Vô. Mời các bạn nha. Mời cả nhà. Đói bụng lắm rồi. Ôi, đã quá. Bữa nay chị Diễm lên tay rồi. Ngon. Được không? Ngon. Nấu rất là nhanh và vội vàng ở cửa hàng hải sản thôi, nhưng mà mình cảm nhận là nó vẫn rất là đậm đà đó các bạn Diễm. Cái chả cá này ăn ngon á. Chả cá rất là dai nha các bạn. Chả cá đỏ củ Lý Sơn này thì 100% là thịt cá, không pha bột gì hết nha. Nêm gia vị rồi tỏi tép Lý Sơn thôi. Cái nước nó ngọt thanh mà thơm mùi nấm hương nữa. Nhưng mà khi mà mua chả cá này thì người ta đã nêm sẵn cho mình một mớ rồi đúng không? Đúng rồi, đã nêm sơ qua rồi. Chiêu nhiều ăn thơm. Trời ơi, đã thật, kiểu đang đói bụng ấy. Nước ngon quá. Củ dừa. Đây, lát của củ dừa. Mà Song Hỷ về hơi gấp như này thì có cảm giác là luyến tiếc cái chuyến đi này khi mà chưa được lên Tây Bắc hoặc là chưa được khám phá Hà Nội nhiều hơn không? Luyến tiếc thì cũng luyến tiếc, nhưng mà em phải tranh thủ về nhà tại vì chuẩn bị có công việc á. Nhưng mà em sẽ quay trở lại. Đúng không? Một ngày ăn đất nhất. Ngay cả Song Hỷ cái chuyến đi này nó cũng kết thúc hơi sớm, tại vì thực sự là Song Hỷ có nói mình là tính đi 2 tuần. Dạ đúng rồi. Nhưng mà Song Hỷ cũng phải về để chuẩn bị đám 100 ngày đúng không Song Hỷ? Dạ đúng rồi, 100 ngày của bố. Dạ nên là xong khi mà mình hoàn thành xong rồi mình mới đi đâu thì đi. Cứ em mới đầu em định á là đi sẽ 2 tuần, nhưng mà khi mà coi lịch lại thì nó trùng ngay chăng cái ngày mà mình dự kiến ở lại. Nên là thôi về trước đi rồi có gì mình sẽ đi sau. Tiết lộ tất cả các bạn là vì cái công việc của anh em mình, thời gian là do mình, ngày giờ là do mình, nên là anh em mình ít khi xem lịch nữa. Nhưng đôi khi là giật mình khi mà xem lịch thì nó trùng với những cái ngày quan trọng. Ví dụ như ngày hôm nay cũng là ngày dỗ bà nội của Phạm Dũng này. Mà may mắn là mình cũng về đúng ngày, để chút nữa thôi là mình sẽ thắp nhang. Cái thơm mà cúng động thổ các bạn, nhiều khi anh em mình không có để ý ngày. Diễm nhận ra là tới ngày cúng động thổ chỉ cách nó có 4 ngày thôi. May mà còn nhớ kịp, cái kiểu cả nhà cũng không để mình cứ lo chờ cái giấy phép á. Đây, còn cái chả cá này nè, mình nấu thay cho mọc, mình chấm nước mắm mặn này là hết sảy luôn. Nước mắm ớt mà ăn cay cay thơm. Song Hỷ là ở miền Tây mình có cái chả cá Thác Lác rất là nổi tiếng. Dạ, thì rồi. Ăn cái chả cá Lý Sơn này có ấn tượng không? Nói chung là nó cũng ấn tượng, nó ăn nó cũng rất là thơm, với lại nó hơi dai dai, nó cũng giống như cá Thác Lác của mình á. Mà đây là niêm theo cái kiểu mà ăn mình nó cũng dễ ăn, nó không có bị mặn quá hoặc là ngọt quá. Đó, cá này là cá hoàn toàn là thiên nhiên, cá ngoài biển phải đánh bắt ở ngoài Hoàng Sa, Trường Sa không, không có nuôi nha. Có những loại chả cá mà cá biển nha, khi mà mình mua về á, chiên ăn rất là tanh. Nhưng ở đây em cảm nhận là không bị đậm, rất là thơm luôn. Cá này là phải đánh bắt từ vùng biển xa bờ Hoàng Sa, Trường Sa, nên là cái độ trong lành cũng như là độ tươi ngon rồi dai của cá rất là chất lượng. Ai chán này không? Cảm thấy không? Tình cả người, khỏe người luôn á. Hôm nay là anh Thắng đã gọi cho anh Dũng đúng không? Hơi tiếc là nếu mà mình ở lại được là mình sẽ về Thanh Hóa để gặp anh Thắng. Nhưng mà anh Thắng cũng di chuyển khá là nhanh, đang từ Huế mà về Hà Tĩnh luôn, rồi từ Hà Tĩnh ngay trong đêm lại về Thanh Hóa, nên là anh em mình không kịp đón anh Thắng ở Thanh Hóa được. Anh em mình đi như con gió mà anh Thắng đi còn nhanh hơn anh em mình nữa hả? Anh Thắng đi bữa giờ rồi. Anh Thắng nói là nhớ Hà Giang lắm rồi. Thực sự là tới giờ phút này là anh em mình có một cái đại gia đình ở trên kênh YouTube của bạn, nên là làm bất kỳ việc gì từ Bắc tới Nam là anh em mình luôn nghĩ tới khán giả, làm sao mà có nhiều cái chuyến đi ý nghĩa này, nhiều nội dung hay hấp dẫn gửi tới tất cả các bạn. Ngay cả anh Thắng cũng vậy, đi tới bây giờ là 2 tháng rồi. Đã đời luôn á. Hình như là ngon. Cái nồi lẩu mắm này chưa sôi nên là bạn Diễm có thể là làm thêm một quá đã luôn ấy. Chén canh củ dừa nữa. Bạn Diễm mà đang đói lắm. Diễm thích cái chả cá này ghê á. Đó, nhưng mà ở dưới này là vẫn còn nhiều xương lắm các bạn. Thơm quá. Này, xương này. Nếu mà bình thường trong gia đình ấy, thì mình có thể là nấu một cái nồi củ dừa này và thêm một dĩa bún nữa là xong bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng luôn. Nhưng mà vì mình làm clip để chia sẻ tới tất cả các bạn nên là mình phải nấu nó nhiều món một chút để các bạn xem giải trí luôn. Đây các bạn thấy không? Lát rất là non này, mà nấu cái này thanh đạm đặc biệt nha. Cái này á, các bạn nấu theo kiểu để ăn sáng cũng rất là hợp lý luôn á. Ngày mai dư lại mình nấu mì hoặc mình trụng bún mình ăn tiếp. Cho bún ăn sáng. Ở đây miếng sườn sáng. Thịt heo này chị hầm hồi nào mà nó mềm ghê luôn á, ăn vừa ăn ghê. Về là bắt đầu soạn hàng ra là hầm luôn á. Trời ơi. Anh Dũng đã húp chưa ta? Nãy giờ là mình tranh thủ húp nước rồi. Quá im. Ngọt quá. Đây, các bạn nhìn cái lát của hủ dừa của Phan Diễm này. Đấy. Nên là mình thật sự là rất là tâm huyết, lúc nào cũng gọi là làm sao chung là tốt nhất có thể thôi, trong khả năng để mà các bạn có được một cái gói của hủ dừa sấy khô về mà có thể làm được nhiều món. Em sắp hết chén rồi nha. Song Hỷ á là ăn xong bữa nay là ngày mai là Song Hỷ cũng sẽ lên đường về An Giang rồi các bạn. Đúng rồi. Nhớ chắc gì mình nhớ nhau lắm. Không nha. Không nhớ tại vì mấy bữa nó gặp nữa rồi các bạn. Chỉ có một cái Diễm hơi liếng tiếc thôi, đúng như nãy nói anh Dũng nói là mình hơi tiếc một tí vì không thể đồng hành với Cẩm Tiên, vì Cẩm Tiên đi Sapa thôi. Và đặc biệt nữa là ngày mùng 8 này á, là ở Bắc Hà có lễ hội đua ngựa nữa. Đua ngựa thì đợt trước mình thấy anh Hải cũng có quay á, nhưng mà mình cũng mong là đến đó để mình coi đua ngựa. Nhưng mà đợt này cũng không đủ duyên cả nhà ơi, chắc là phải đợi đợt sau nữa. Năm nay mà lỡ là phải chờ tới sang năm, dạ. Mỗi năm một lần đua ngựa ở chợ phiên Bắc Hà các bạn. Đó, em chưa bụng ăn lẩu mắm nha, thấy hấp dẫn lắm rồi đó. Các bạn biết là cái nồi lẩu mắm này là phải gọi là siêu to khổng lồ luôn ấy. Đây, thơm chưa? Thơm. Nhưng mà mình để nhiều trước. Bây giờ nha, có mực này, chả cá này, tôm này, rồi cá ba sa bên này nữa này. Đây, cá với thịt là phải cho vào đầu tiên. Đúng rồi. Vì sợ nó sẽ lâu chín. Nhưng mà mắc cỡ cái giò viên cá chả của chị này nó xéo xẹo mà. Hồi mà ăn mà viên đầu viên bự viên nhỏ cũng không cảm cho em. Cho hết cá vào đi bà Diễm. Cá này ngon các bạn. Đấy. Ở đây á, là còn cái gì đó cho em cái chả cá này vô luôn đi. Cái này là hồi nãy là mình lấy cái gói nửa ký. Một nửa thì Diễm là nấu với củ hủ dừa, còn một phần còn lại là các bạn coi là này là Song Hỷ giò viên nha. Cái này 12 viên là người 4 viên à. Nó hơi dính nha. Đúng rồi, cái này phải có dầu ăn nha anh, nãy em quên lấy dầu ăn. Để vô nó sẽ chóc hơn, nó trơn hơn. Đấy. Mà viên to, viên nhỏ mà công nhận cái chả này dễ ăn. Nó dẻo không? Đúng rồi. Không hề có bột gì hết nha Song Hỷ. Đúng rồi. À, bây giờ Song Hỷ cho cái chả cá chiên vô đi. Chả cá chiên luôn ha. Cái chả cá chiên này là vì mình vừa mới chiên cho nó vừa chín thôi các bạn. Cho nên là các bạn thấy là nó chưa có bung nha. Bây giờ mình sẽ cho vào đây mình nấu nè. Cho vô luôn. Kiểu của nhà có được ấy. Đó. Rồi gì nữa? Tiếp theo là tới mực. Mực hả? Mực. Nhưng mà đây cái mực hồi nãy nhỏ nhỏ mà Diễm nói với các bạn đó. Thì bây giờ là vì mình làm sạch nguyên con, nên là để cho vô mà dễ ăn á là mình sẽ cắt thôi nha. Đó đây, cả nhà. Mình cho mấy con tôm vô cái trước. Cái dĩa này nặng tay ha. Đấy, con tôm trước nha. Cái chuyện nó nhảy ra. Đó. Ừ, lẩu mắm là siêu ngon đấy. Bữa nay chuyên nghiệp chơi bao tay ăn tế luôn. Tại vì mấy con đây cái mực này á là phải để nguyên con thì nó rất là tươi nha các bạn. Này là sau khi làm này là sạch này. Đó. Nhưng mà cầm về để hồi đỡ phải ấy. Mình gấp mình đây. Bỏ miệng luôn cho nó gọn. Đây các bạn thấy nè. Rất là tươi luôn. Mình đã ha. Chị để hồi để vài cái rau vô. Rau nó quấn quấn ăn nó đã, nó giòn. Đây, rau nè. Tôi ăn lẩu mắm mà còn gì bằng. Biết đi xa quê cả tuần lễ làm món lẩu mắm nhớ quê quá. Thấy tâm lý không? Thấy tâm lý không? Tâm lý. Em là ở quê em là em khoái nhất là món lẩu mắm. Cảnh rảnh ở nhà nấu lẩu mắm ăn nè. Miếng mực nhìn ngon ha. Mực tươi lắm. Bên dĩa là dù mực to hay mực nhỏ gì thì đều là mực tươi. Nè, nhà nếu mà có con mực mà nó không tươi thì cái da màu đen đen nó sẽ bị chóc ra hết trơn. Nó đây. Không có được chín như vậy đâu. Mực nhà Diễm nha các bạn. Cái mực này nhỏ gọn cũng rất là dễ ăn nên các bạn bắt xong rồi. Ta đánh bắt xong người ta đông đá liền là nó vẫn còn tươi. Đúng rồi. Chứ em sợ nhiều khi mà mấy cái mực mà nó không tươi là nó sẽ lột da ra là phân biệt được hết trơn. Bữa hổm ăn rồi hết lạnh. Ngon. Đấy. Đã hết luôn hả? Hết luôn. Thôi một mất công một lần thôi nữa. Đó. Ngoài ra nha. Ở đây đó là mình vẫn còn một dĩa này nữa nè. Đậu hũ rồi ớt với lại chả cá. Ăn này có mập lắm không chị? Đây. Này là hai đứa mà ăn bao nhiêu đây, cái nồi lẩu to luôn. Mời bạn mút bon cùng cái lẩu mắm siêu to khổng lồ. Thường thì có bà Tăng Vlog, còn này là bà Diễm và bà Song Hỷ Vlog. Nói vậy còn thôi. Hôm nay là nồi lẩu siêu to đấy. Các bạn bao nhiêu tấm pin ở trong này luôn. Nhưng mà nói thật ra là các bạn thấy á, nấu vậy thôi nhưng mà anh em mình quay xong một tí cũng còn anh em ở cửa hàng ấy. Đúng rồi. Mọi người sẽ cũng làm đại tiệc cùng luôn. Tại vì hôm nay khi mà Diễm về Diễm nói đơn thì ra thì anh em cũng rất là mừng. Mà dưới em là cũng mừng cái là đã chuẩn bị xong hết trơn rồi. Đóng đơn xong. Đóng đơn hết rồi shipper lại lấy là em đã yên tâm rồi đó. Nhưng mà nhiều khi mà đơn mình đã đóng xong mà shipper còn sợ là sợ phần shipper lại lấy hay không. Vậy là yên tâm rồi. Chín rồi, chín rồi. Đây. Hấp dẫn quá. Đây, Song Hỷ đưa chén đây. Chơi. Hôm nay là anh em mình nấu nồi to quá nên là chờ nó chín cũng lâu các bạn. Quá nhiều topping. Như người ta nói thường gọi là đợi chờ là hạnh phúc mà. Thôi gán đợi chờ được ăn ngon vậy cũng mừng, vui. Cái này mình lấy xong đi hồi mình ăn á, mình cuối cùng mình trụng cái rau này. Em thấy mấy cái rau này quá trời hấp dẫn luôn nè. Em là chưa lấy bún đấy. Thôi em ăn topping trước. Rồi thơm quá. Nồi này xem mà có giống nhà Song Hỷ nấu không? Em thấy là khác rồi đó, tại vì có nhiều cái topping quá nè. Rồi có cả cái nước nữa nè. Mà cây mực nữa nè. Các bạn coi mực nè. Làm sao thơm mà chị có nấu lẩu mắm á. Thế chị lấy trái ớt này nè, chị để chả Lý Sơn của chị vô. Nhiều khi hợp lý đúng không? Lúc nãy em định nhồi đấy nhưng mà kiểu không có thời gian ấy. Thời gian. Trễ quá. Rồi cả nhà nha. Rồi gớp. Cái nồi này phải vừa ăn vừa thổi các bạn. Được không? Chứ mà chả Lý Sơn ngon không? Nhai giòn sực sực luôn á. để bạn thử cái miếng cháo kỳ lạ. Cái chả này các bạn, thực ra là Diễm đã giảm được cái độ đường đi để cho nó bớt ngọt ấy. Ngon quá. Các bạn thấy là cái nồi này thực ra là cái hậu nồi lẩu mắm này rất là ngọt nha. Tại vì quá nhiều cái hải sản rồi chả này kia trong này, cơm nữa này. Đấy, để lên này để Song Hỷ ăn cái nào thì gấp nha. Mấy cái rau mực này nó cũng giòn lắm. Đây, mình làm miếng. Ở đây thì khi mà mình mua cái lẩu mắm á, thì người ta có rất nhiều topping cho mình luôn nha. Thì các bạn thấy là cái này là chả cá, xong rồi nhồi vô cái trái củ quả. Ngon. Diễm thích đó, đôi khi là lẩu mắm đó nha. Một là các bạn có thể là nhồi cái chả vô trái khổ qua, hai là các bạn dùng cái khổ qua mà hơi non non ấy, nhỏ nhỏ ấy, mình thái lát lát mình thả vào trong này luôn. Thường thì ở chỗ dưới em á thì là sẽ khổ qua người ta sẽ sắc lát mỏng, mà sau này thì chắc là mình phải kết hợp thêm cái mà dồn vô cái trái khổ qua mình bỏ vô á, cho nó màu sắc nó đẹp đẽ, nó đẹp hơn. Mà gọi thêm cái nó ăn nó cũng hòa quyện với hai cái khổ qua với chả luôn á, nó ngon. Để làm miếng mực nha. Em ăn cái rau trước nè. Mình ngồi đây mình ăn lẩu mắm, nhưng mà Diễm vừa mới cập nhật là hiện tại là Cẩm Tiên ở Sapa là đang ăn làm thắng cố rồi. Nhưng mà Song Hỷ ăn cái nồi lẩu mắm này có thấy là nó khác khi mà ăn ở dưới miền Tây hay là ở An Giang không? Hay là hương vị nó cũng giống nhau? Hương vị thì nó độ ngọt nhẹ thì nó cũng giống nhau, nhưng mà ở đây thì người ta sẽ nấu cái nước súp nó sẽ lỏng hơn ở dưới em. Vì dưới em là phụ hủ mắm thì để mắm hơi nhiều đó. Cái độ đậm đà của mắm nó sẽ mạnh hơn là ở Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì ở dưới em là mắm là hầu như là nếu mà nấu lẩu mắm là khoảng 5 loại mắm trộn với nhau. Đúng rồi. Mỗi nơi đều có cách mà nấu mắm khác nhau. Nhưng mà nói gì nói nha, mình vẫn thích ấy, là cái lẩu mắm á, mắm nhà mình đi là mình nấu là mình sẽ thứ nhất có thể cho cái tóp mỡ vô. Thứ hai nữa là mình có thể kiểu là cháy cái thịt ba đội á. Mình thích á là khi mà làm một cái miếng nước á, nhưng mà nó vẫn có cái độ bóng bóng ở trên đấy. Đúng rồi. Độ miếng mỡ á. Còn cái này thì kiểu cảm giác rất là thanh luôn. Đây. Nhưng mà cái quan trọng là Song Hỷ nên thử á, thử cái mực này nè. Thật ra thì trước giờ Diễm vẫn cứ hay nói mọi người, giới thiệu mọi người những cái mặt hàng mực mà siêu to khổng lồ ấy. Nhưng mà nếu mà có dịp thì các bạn thử cái mực nhỏ đi, rất là giòn và ngọt thịt luôn. Đúng rồi, nó giòn mà nó ngọt thịt, để vậy mang hết nửa phần nửa cái phần cái rau rồi nè. Thực ra thì mực á, cái quan trọng nhất là nó phải tươi thì nó mới ngon. Tươi rồi sau đó mình mới tính tới là cái kích thước của nó. Hai chị em là phải ăn nhiều một chút, tại vì là bữa giờ đi ra ngoài Hà Nội để livestream thì phải nói là rất là vất vả luôn, đặc biệt là áp lực nữa, áp lực trước phiên live này, áp lực trong phiên live này, rồi sau khi live xong lại còn áp lực đóng đơn hàng, rồi chờ hồi hộp chờ xem là đơn hàng nó có được giao thành công hay không. Đúng rồi đấy, nói cái vụ mà đơn hàng có giao thành công không là đúng đấy, thật sự là hồi đợt rồi nha các bạn, hơn 150 đơn nhưng mà bị trả về đâu chắc cũng tầm khoảng cỡ 5-7 đơn. Đúng rồi. Còn đợt này thì hơn 300 đơn thì không biết là hy vọng là trời thương là sẽ giao mọi người đều nhận hàng ok hết. Nhưng mà anh Dũng ơi, anh Dũng cho mình xin một tí rau vô đi. Đó. Đây, bạn Dũng có thể là thích cái rau nào thì mình lấy cái rau đó. Đây. Cho cái bông xo đũa này đi. Ở đây là có cả bông điên điển này, bông xo đũa này, rau má này, bông thân cây súng này, rau muống này, còn hương rau đắng mọc sau hè. Đây, Song Hỷ và bạn Diễm thích cái nào thì mình lấy thêm này. Còn cái kèo nèo ấy Song Hỷ ngắt cái kèo nèo đi. Kèo nèo lá này đúng không? Đúng rồi. Ở dưới em là ăn thêm cái phần mà ngọn của hay là hoa gì của bông lục bình nữa. Cái bông tím tím đúng không? Đúng rồi, bông lục bình cũng nhúng lẩu ăn cũng ngon. Cái này là bông súng này, cả nhà bông súng mình sẽ lấy như thế này, mình bẻ ra như vậy là ăn hồi nó nghịch lắm. Và cái này là mình do chiều nay không có thời gian các bạn, chứ nếu mà nồi lẩu mắm á, mà các bạn làm á, càng nhiều loại rau á là càng ngon nha. Đúng rồi, thêm cái phần mà rau mà cái rau gì mà rau nhút ăn với lẩu mắm là càng gạch thêm nữa rau nhút. Với lại là Diễm thích một loại nữa đó là cái bắp chuối hộp á. Đây chị để thêm miếng rau đắng lên xong rồi mình nhúng vô mình ăn liền á, nó sẽ giòn hơn. Đây. Thực sự là ngày hôm nay khi mà từ sân bay về rồi đóng hàng này, chuẩn bị rất là nhiều việc ở đây thì anh em mình ai cũng mệt hết các bạn. Nhưng mà mình vẫn luôn cố gắng là dù mệt như thế nào thì cũng phải quay một clip để chia sẻ với khán giả kênh Phạm Dũng vào 6 giờ sáng mỗi ngày. Đó là lý do mà sau khi đóng hàng xong là anh em mình quyết định là làm một cái nồi lẩu mắm ở đây. Với lại thêm một phần là mình đi máy bay nữa, nên là mình muốn cập nhật được cái tình hình là mình đã đến thành phố Hồ Chí Minh an toàn. Nhưng mà tại sao đi máy bay lại phải cập nhật là đến an toàn? Không, tại vì hôm nay là Song Hỷ là kiểu sợ rồi, tại vì máy bay hôm nay mà gặp cái thời tiết rất là xấu. Đúng rồi, em sợ lắm, em ngồi sao mà tại vì em ngồi không biết chị ngồi ở khẩu nào nha, em ngồi gần cái phần mà phía sau cái đuôi á thì nó hơi có cái giống như mình ngồi cuối xe hơi nó dằn nhiều hơn. Em à ngồi ngay cánh. Đúng rồi, đây các bạn coi này, tôm là tôm tươi nha. Tôm. Còn cái này là mực này, cái này chả cá để múc cho Song Hỷ này. Để nó nguội là mình ăn từ từ nha. Đúng không? Đó. Trời ơi Song Hỷ ơi. Cá này, Song Hỷ ăn rồi. Cái bụng không? Ba chỉ nó này, con mực này. Ôi. Đã. Cho Song Hỷ khứa cá nha. Rồi em để chưa cá nguội hồi mình ăn. Có cái nói về lẩu mắm là mình vẫn gần như là ấn tượng nhất với nồi lẩu mắm đầu tiên là ở nhà Phan Diễm và thứ hai là ở nhà Song Hỷ, là hai nơi mà có cái nồi lẩu mắm mà phải nói là vô cùng đặc biệt, ngon và đậm đà các bạn, và nó khác biệt so với rất nhiều nơi mà mình đã từng ăn. Với lại là nhiều topping nữa. Ở nhà Diễm mà nấu lẩu mắm là nấu rất là đậm để chấm rau. Lẩu mắm này rồi còn là mắm kho nữa bạn Diễm à. Rau nè, rau đắng nè. Hai chị em ăn từ từ nha, tại vì nóng lắm. Rau non giòn đã quá. Cái rau đắng mà mình nhúng vô liền, mình ăn liền á, nó giòn mà nó không bị nhẫn nhiều. Còn nếu mà mình để mà lâu quá là nó sẽ bị nhẫn, nên là em sẽ gấp trước nha. Rồi chị ăn chị nhông chị gấp thêm. Tại em không biết là chị có thường ăn rau đắng không? Em ít khi lắm. Có một món rau đắng mà Diễm thích đó là khi mà ăn cùng với lại bánh canh cá lóc. Bánh canh cá lóc Quảng Trị á. Nhưng mà rau đắng ở đây á là nó to hơn ở dưới em. Ở dưới em mà rau đắng mà núi á thì cái sợi nó sẽ nhỏ hơn. Mà ăn thì nó sẽ thơm hơn, nó ít cái vị đắng hơn. Chu đáo vậy. Em quá trời luôn á. Diễm nghĩ là sau này nếu mà kiếp sau Diễm làm con trai thì mình đi tán gái cũng rất là ok các bạn, là ga lăng cho em làm người yêu chị đi. Đúng rồi, tao bảo gì đường đến con tim mà phải đi thông qua bao tử gì đấy. Quá trời ga lăng luôn nè. Các đồ ăn quá trời luôn, nãy giờ ăn liên tục luôn. Thật ra mình đi ăn với ai á mình rất là thích nhìn người ta ăn ngon á, hoặc là đặc biệt là khi mà Diễm nấu cái gì tại cửa hàng á, Diễm rất là muốn mọi người ăn nhiều. Đồ ăn nhiều là cảm giác mình rất là vui vì mình nấu ăn ngon. Đây, tôm rất là ngọt thịt luôn. Mà ông bà cô chú cũng không cảm như nhiều khi cái nếp mặt mà Song Hỷ ăn á. Nhiều khi mình ngon quá, mình phấn khởi quá, nó hơi nhăn cái chỗ này chút xíu. Song Hỷ đang cố gắng khắc phục. Ngon quá là sẽ nhăn cái trán lại. Đúng rồi, giống như mình trầm trồ vậy đó. Thử rồi. Gọi là nhíu mày, nhíu trán đấy. Đúng rồi. Đây, làm con tôm nha các bạn. Tôm rất là tươi luôn này. Ngọt thật quá. Phạm Dũng là chỉ chờ là Song Hỷ và bạn Diễm review xong cái nồi lẩu mắm này là chắc chắn là mình sẽ làm một chén mà với bún cơ. Chan cái nước này vào bún ăn cực kỳ đã luôn. Đây, con này là mực của Phan Diễm nha các bạn. Giòn không? Rất là giòn. Bây giờ bắt đầu sôi nè. Nó hơi lâu sôi nhưng mà khi mà nó đã sôi đều ấy thì sẽ rất là nóng luôn. Và mình phải nhỏ lửa đi dần. Không thì các cái topping nó sẽ chín quá. Nó sẽ bị rụng hết. Thật ra nếu mà nói về lẩu mắm các bạn thì phải nói là rất là đa dạng và tùy theo cái sở thích của mỗi gia đình để có thể lựa chọn loại rau nào hay là cái chất lượng nào. Nhưng mà mình tiết lộ nha, bình thường là Diễm đi hỏi những bà con miền Tây hay thậm chí nhà của Diễm ấy, là để có được một cái nước lèo cho lẩu mắm hay là mắm kho ngon này mọi người hay sử dụng hai loại mắm, một là cá linh với cá sặc trộn chung đúng rồi để nấu. Rồi những nguyên liệu cơ bản đầu tiên là mực này, rồi thịt ba rọi này, cá, đó là ba nguyên liệu cơ bản để làm cho nước ngọt mà topping ngon. Mà quan trọng nhất thì vẫn là cái pha chế cái nước mắm, cái lẩu mắm. Mình làm cái nước cốt ngon thì nó sẽ ra một cái nồi lẩu. Nếu mà ông bà cô chú mà ở ngoài Bắc á, mà muốn thử mà cái lẩu mắm này thì mình cũng có mua nguyên liệu ở trong này, con mắm đi, rồi ra ngoài nếu mà có cá nào thì mình kết hợp vô cá đó. Đó, hoặc là rau nào trong cái mùa nào thì mình cũng kết hợp vô. Cũng thưởng thức được những cái món ăn mà đặc sản ở miền Tây cũng được, không chừng cũng ngon. Nhưng mà cái này nha thì ít xả này. Có nơi nha, ví dụ như nhà Song Hỷ thì em thấy là để nấu một nồi lẩu mắm ở nhà Song Hỷ sẽ cháy cái xả băm ấy. Đúng rồi, cháy tỏi, chung với tỏi rồi ớt. Đấy, cháy lên xong rồi cho cái nước mắm vào. Còn cái này thì nó sẽ rất là ít cái xả. Cho nên là nhiều khi là cùng là một nồi lẩu mắm nha, nhưng mà đi mỗi một nơi, mỗi một tỉnh thành là một cách nấu khác ấy. Nhưng mà mình vẫn thích là có cái xả bằm và cháy lên hơn. Nó thơm đúng không? Nó thơm mà khi mà mình ăn cái nước lẩu mắm là mình vẫn cảm nhận được cái thơm của cái xả đó. Và một chút cái xả nó còn đọng lại ở trong cái nước lèo. Nên cái nước này Diễm húp này nó vừa, nó vừa. Và cái hậu của nó sẽ hơi ngọt ngọt. Tại vì sao là lẩu mắm này người ta nấu á, người ta cho cả cái nước dừa xiêm ấy. Cho nên là đúng rồi, đúng rồi. Nó cái hậu của nó ngọt rất là thanh luôn. Hậu của nước dừa xiêm, rồi hậu của những cái hải sản. Mình để riêng cái miếng này nè, hồi cho anh Dũng nha. Anh Dũng hôm nay ăn cái mực này á cực kỳ ngon, rất là ngọt thịt luôn. Đây, một nồi này. Thơm quá. Trời ơi. Khi mà mình ăn nồi lẩu mắm tới một cái giai đoạn mà đã gần no rồi thì lúc này cái cà tím nó sẽ rục và rất là thơm cái mùi cà tím. Cái chả cá hồi nãy anh Dũng chê là Song Hỷ là giò nó nhỏ quá đúng không? Đúng rồi, giờ nó phì. Bây giờ nó nở bung rồi nè. Miếng này cho Song Hỷ nha. Rồi em cảm ơn nha. Đúng ra đúng đính giống hình trái tim quá nè. Miếng này mà phải vừa ăn vừa hỏi ngon. Bây giờ mới bắt đầu là cho bún vô, xong rồi gấp rau này. Rau mà ăn mắm á là cứ cho vào là gấp ra nha các bạn, kiểu nhúng ấy. Mình để lâu quá là nó cũng mất độ giòn đi. Ngon quá. Cái cá đây thì mình mua do là mình mua ở tiệm ấy, nên là người ta dùng cái cá giống như là cá ba sa, cái lá nó vừa vừa thôi. Nhưng mà nhà ai mà nấu lẩu mắm á mà dùng cái cá vô đếm ấy, trời ơi cái đó mới ngon Song Hỷ ha, cái lát mà bự bự ấy. Đúng rồi. Mà lúc trước á thì nhà em á là thường là ăn con cá nhà nuôi thì nó to lắm, mà bây giờ thì cá đó thì dạng mình nuôi và giống hết rồi đúng không? Không, giờ là để Hải cho nó bơi cho nó sinh sản thôi chứ không ăn thịt nữa. Tức là nó to quá, lâu năm quá là mình cũng không ăn nữa. Đúng rồi, mình nuôi giống như mình mến tay mến chân á, giờ không dám ăn nữa, thấy tội nghiệp. Thôi mình ra chợ mua. Nhưng mà ra chợ có mua cá to không? Dạ ít lắm, con cá nhỏ nhỏ thôi à. Ngoài chợ ít cũng cái mà gọi là cá to nha, cũng ít lắm, hiếm hàng. Đúng rồi. Với lại mình cũng lựa những cái con cá mà thiên nhiên á, mình ăn nó sẽ ngon hơn. Làm nồi lẩu mắm thì ngồi trong máy lạnh mà kiểu muốn toát mồ hột luôn các bạn. Nóng quá. Đây rau đắng. Để cho nó nguội. Không hiểu muốn ăn bún không? Đồ ăn nhiều quá em không ăn bún đâu. Cũng. Topping nhiều nữa. Ăn bún không no lắm. Thôi đều luôn rồi nè. Mình ăn nó bớt rồi á. Nhưng mà em không biết là cái này cà chắc chưa chín đâu ha? Chín rồi chứ. Chín rồi. Chín rồi. Chị ăn cà không? Không hả? Em có ăn cà. Mà cà múc ra cho nó nguội một xíu mình ăn. Chứ mà giờ này ăn là nó bị bọng. Mình sẽ có khoảng một tuần các bạn, để ở tại Sài Gòn lo việc nhà rồi sắp xếp công việc xong thì chắc là lúc đó thì Song Hỷ sẽ lên. Đúng rồi. Mấy anh em sẽ bắt đầu cái hành trình đi ra ngoài Bắc. Ngon quá. Phạm Dũng là ngồi đây nhìn hai chị em ăn là thấy vui rồi các bạn. Vui rồi sau đó là đói. Nhưng mà thật sự nha, mắm này á là ăn là người đối diện thì dễ thèm lắm ấy. tại vì thấy mùi thơm ấy mới hấp dẫn. Mà mình ăn mắm nha là Diễm rất là thích ăn những cái lát ba rọi này. Bao nhiêu lâu rồi Song Hỷ không nấu lẩu mắm? Lần gần nhất nấu là khi nào? Hình như là trước Tết. Trước Tết đến giờ luôn, tức là nửa năm rồi. Đấy, đúng rồi. Nhưng mà có ăn ở ngoài không? Hình như là không có ăn. Không ăn ở ngoài luôn. Dạ. Nên là cái nồi lẩu mắm ngày hôm nay là mình cảm nhận là Song Hỷ ăn rất là ngon miệng luôn. Dạ, đúng rồi, lâu rồi. Tại vì cái món này em thích nhất mà. Mà lâu rồi, hình như là lâu rồi chưa được ăn. Nhiều khi là anh em mình đi review các bạn, cái duyên nó dẫn tới mình được thưởng thức món nào thì mình sẽ ăn món đó. Và đôi khi là có một thời gian dài mà có những món mà mình chưa được ăn quay trở lại. Em nói anh nghe, nhiều khi mình ra ngoài mình ăn á, mình quay á thì ít ăn cơm nhà lắm. Trong khi nhà mình nấu, nhiều khi nhà nấu mà mình ngày đó mình không có nhà nên là cũng không được ăn. Không ăn đúng không? Đây, bây giờ là bên TikTok người ta đang tới để lấy hàng đã xong hả? Bây giờ là anh em mình sẽ chuẩn bị để giao những cái đơn TikTok này. Thì phải nói là trước khi kết thúc clip ngày hôm nay là mình phải cảm ơn khán giả kênh Phạm Dũng rất là nhiều, đã luôn yêu quý, ủng hộ tinh thần anh em mình. Dù mình làm clip hay hay là chưa được hay thì mọi người vẫn luôn xem vào 6 giờ sáng mỗi ngày, và sau đó là còn comment, động viên, ủng hộ tinh thần anh em mình nữa. Thì hy vọng là các bạn có nhu cầu thì mua hàng. Cái đó thật ra thì giống như là cái nhiệm vụ của mình, là mặt hàng của mình thì đôi khi là mình cứ giới thiệu như thế thôi chứ không phải là quay để là bắt buộc gì hết. Cho nên là hy vọng mọi người sẽ xem video với một tinh thần gọi là nhẹ nhàng nhất có thể, xem để giải trí, xem để hiểu, để cảm nhận cùng với tụi mình thôi các bạn ạ. Kênh của Phạm Dũng cũng như là Song Hỷ hay là anh Hải vẫn luôn là kênh ẩm thực, review món ăn ngon và cảnh đẹp mà. Nên là các bạn để ý sẽ thấy là Phạm Dũng luôn đầu tư nhiều nhất cho những bữa ăn ở trên kênh Phạm Dũng. Ngay cả ngày hôm nay cũng vậy các bạn. Mặc dù là với một nồi củ dừa thôi, anh em mình cũng có thể là làm clip và cũng có thể là no bụng rồi, nhưng mà mình vẫn làm một cái nồi lẩu mắm siêu to khổng lồ này để các bạn cùng thưởng thức với anh em mình. Thì đó là cái sự chu đáo và cái sự tận tâm của team Phạm Dũng dành cho khán giả kênh Phạm Dũng các bạn. Còn là Song Hỷ thì sao? Qua đây thì Song Hỷ cũng cảm ơn bà cô chú đã luôn đồng hành cùng với Song Hỷ, và những ông bà cô chú đã khi mà biết là Song Hỷ cùng với mấy anh chị là có mở Mega Live thì cũng rất là dành thời gian để cho mà anh em, để mà giống như là động viên cho anh em. Có nhiều cô chú còn điện thoại nói alo Song Hỷ là con giờ đó là mấy giờ con lên để mà cô chú vui giàu để cô chú ủng hộ. Thì Song Hỷ một lần là Song Hỷ rất là cảm ơn bà cô chú. Song Hỷ và các anh chị trong team sẽ cố gắng hết sức để mà đem những niềm vui về đến ông bà cô chú. Đầu tiên đó là làm clip hay nhất có thể, và thứ hai nữa là nếu bán hàng như hiện tại và sau này nữa thì vẫn luôn là những mặt hàng chất lượng nhất các bạn ạ. Clip này thì mình cũng xin được phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là củ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, cò sò điệp, hải sâm, vẹm. Nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981 128 578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.